mừng các bạn đến với kênh Bún Bắp Tô Màu. Hi, Bún Bún xin chào các bạn. Hôm nay Bún Bún sẽ hướng dẫn các bạn vẽ con chim công từ số 9 các bạn nhé. Đây, trước khi vẽ con chim công thì chúng mình phải vẽ lá số 9 đã. Vì con chim công có cái đuôi dài nên Bún Bún sẽ vẽ số 9 ở đầu bên này nhé. Đây các bạn nha, đây là số 9 Bún Bún vẽ nhá. Đây bước tiếp theo nha, Bún sẽ vẽ cái thân mình con công nhá. Đó. Và từ cái vòng tròn của số 9 này mình sẽ vẽ cái cổ và cái đầu nhá. Chúng mình đã vẽ được cái thân con chim rồi nhá. Và con chim nó có cái đuôi rất là dài. Mình sẽ kéo cái đuôi dẫn chân đây đi. Ok, đã xong cái đuôi. Và không thể thiếu được cái đôi mắt của con chim này. Mắt nhá. Và cái mỏ các bạn nhá. Mỏ. Và con chim của chúng ta nó có cái màu rất là đẹp này. Đó. Và không thể thiếu được đó là cái cánh chứ. Ok. Và cái đuôi nhá, chúng mình phải trang trí cho thật đẹp nhá. Đây có những cái giọt nước. Cái chân. Cái chân chi. Đó, từ cái chân này Bún sẽ cho nó đậu trên một cái cành cây. Chúng mình cùng tô màu con chim công các bạn nhé. Chim công có cái màu xanh rất đậm này. Đây các bạn nha, vậy là bố và Bún đã tô xong bầu con chim công nhá. Đấy, trước khi vẽ con chim công thì chúng mình vẽ cái số 9 này. Vẽ số 9 này, xong chúng mình vẽ từ số 9 chúng mình vẽ ra cái thân này và cái đuôi này. Và trang trí cho cái cánh và cái đầu nhá. Và vẽ thêm cái thân cây là ra con chim công các bạn nhá. Vâng, các bạn chấm điểm cho bố và Bún xem được mấy điểm các bạn nhá. Bố và Bún cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Bún. Các bạn nhớ chấm điểm cho Bún Bún các bạn nha. Bún Bún cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Bún Bún nhá. Bye bye.